Dạ chào anh em đang xem kênh Lời TK Bonsai. Bữa nay Kỳ Kiển Phụng Hằng mình về được một số nguyệt quế và khế gân, và được mấy phôi mai chiếu thủy với và số bông trang để giao lưu anh chị em trên toàn quốc. Số điện thoại vườn mình là 0939 906 192, quê mình cũng ở Bình Tân, là cũng là số Zalo anh chị em. Bây giờ mình vô mã số 1. Mã số 1 là phôi nguyệt quế. Phôi nguyệt quế lá sắn bông chùm. Phôi này đế đều bốn mặt luôn nha. Rồi để mình quay vòng này mình để mình đo, rồi để mình cho anh em tham khảo. Dạ, chiều cao là 73. Cái hoành thân là 29. Cái đế này nó ăn hết cái mặt bầu luôn rồi. Cái mặt bầu nó là 52. Rễ đều bốn mặt luôn. Dạ, mã số 1 giao lưu là 1.500.000, mình cũng bao xếp gót toàn quốc. Tiếp mã số 2. Mã số 2 cũng là phôi nguyệt quế luôn. Cây nhỏ mà đế đều luôn. Rồi để đo thông số. Dạ, chiều cao là 90. Cái vành thân mình 26. Cái đế đặc luôn nè. Cái đường kính bầu nó là 42. Đó, nở cũ luôn. Và mã số 2 giao lưu với anh em là 900.000, mình bao xếp cốt toàn quốc luôn. Cái phôi nguyệt quế này cái bầu đất nằm nặng lắm. Tiếp là mã số 3. Mã số 3 cũng là phôi nguyệt quế. Cái lô này về cái lô nào cây nào nó cũng có đế hết trơn. Đó, cây này nó có cái dáng hơi hơi lắc ha, chi cành nó cũng đều. Rồi mình đo thông số. Dạ, chiều cao là 59. Cái hoành thân nó là 28. Nguyên cái củ đặc của nó là 68. Cái đường kính bầu là 55. Nó rễ năng đều hết mặt bầu luôn nè. Mã số 3 giao lưu với anh em là 1.400.000, mình bao xếp cốt toàn quốc ha. Giờ đổi cây. Tiếp là mã số 4. Mã số 4 cũng là phôi nguyệt quế. Câu phôi này mới về mình làm chưa có chắc keo gì hết, ngay lúc mà chốt đi là mình xức keo cho anh em. Đó, nó có dáng lắc nha anh em, mà đế nó cũng đều luôn, nó nở đế. Rồi đây mình quay cái này đo thông số. Chiều cao là 76.
cái chân vị trí này là 42. Cái này cái củ đặt. Đó, cái đường kính bầu là 65. Đế này nó ăn đều hết cả tới mặt bầu luôn anh em. Nó cái củ này nó không có chày xước thẹo dít gì hết. Cái bầu này nó nặng dữ lắm luôn. Và mã số 4 giao lưu với anh em là 3.900.000. Mình bao xếp toàn quốc cho anh em luôn. Tiếp là mã số 5. Con xích đây này. Mã số 5 cũng là phôi nguyệt quế. Cây này nó cũng có dáng hơi lắc luôn ha. Cây nhỏ mà đế lớn không mà cọng lớn. Và chiều cao nó là 99. Cái hoành thân của nó là 32. Cái đế nó ăn hết cái mặt bầu luôn rồi. Là 44. Đó. Cây nào phôi nào nó cũng nở đế ha. Và mã số 5 giao lô với anh em là 1.300.000. Rồi mình đổi cây. Mình bao sống trong vòng 2 tháng. Mình bao xếp tới nhà luôn. Mã số 6 cũng là phôi nguyệt quế. Phôi này một gốc mở ra. Một gốc mà nó ra hai thân ha. Hai thân đều luôn. Tai cành nó cũng đều luôn. Rồi để mình đo thông số ha. Giá chiều cao nó là 83. Cái vành thân của nó là 45. Đế nó ăn hết mặt bầu đó là 56. Cái cây này cái bầu đắt dữ lắm luôn. Và mã số 6 giao lưu với anh em là 2.400.000. Mình bao xếp cốt toàn quốc luôn. Tiếp mã số 7. Mã số 7 cũng là phôi nguyệt quế. Cây này lùng lực ha. Chiều cao nó là 35. Cái hoành thân của nó là 30. Cái củ đặc anh em. Cái đường kính bầu nó là 52. Cây nhỏ mà anh ha. Đế nó đều luôn. Mã số 7 giao lưu với anh em thì 1.200.000. Mình bao xếp cốt toàn quốc. Tiếp là mã số 8. Mã số 8 cũng là phôi nguyệt quế. Cái phôi này clip rồi ha. Mình giao lưu không thành, bây giờ mình quay lại cho anh em xem ha. Cây này nó có dáng trực lắc như đế thú luôn nè. Nó tai cành nó đều, nó đương nè, cây mới ngày bây giờ nó đâm chồi nên nè. Nè đó.
mau lắm. Mấy mùi quế này mình chốt hàng mình để trong mát á, mình tưới nước lai gai là cây sống khỏe, dạ chiều cao 92. Hoành thân nữa là 35. Quá trời, cái đế thú này nó dữ lắm ha. Cái hoành đế này là 120. Cái đường kính bầu nó là 57. Và mã số 8 mình giao lưu với anh em là cũng 2.100.000. Mình bao xếp toàn quốc luôn. Mình bao sống trong vòng 2 tháng. Tiếp mã số 9. Mã số 9 cũng là phôi nguyệt quế. Cái phôi nguyệt quế nó, cái phôi này nó có cái dáng hơi bài. Lúc chốt hàng mấy phôi anh em để trong mát nha, lúc cây đâm chồi sống khỏe rồi mình mới đem trồng cây nó mới mấy mạnh. Dạ chiều cao 60. Cái cành bay của nó là 46. Vành thân của nó là 34. Đó cái đế của nó vậy đó, mà nó nở đế này mày. Và mã số 9. Số 9 giao lưu với anh em là 1.000.000. 1.200.000 ha. Cây này nó hơi thiếu đế một chút. Mà không có chày xước. Tiếp mã số 10. Số 10 cũng là phôi nguyệt quế. Cây này nó cũng có dáng hơi nghiêng nghiêng nha anh em. Mấy cái dốc cắt mình đã xử lý keo rồi đó. Chiều cao là 82. Cái vành thân là 42. Đường kính bầu 52. Cái phôi này cũng cái rễ nó là rễ cộng lớn không anh em. Đó. Mã số 10 giao lưu với anh em là 2.000.000. Mình cũng bao xếp cốt toàn quốc, bao sống trong vòng 2 tháng. Mấy cái phôi này tiền cước phí nặng lắm anh em ơi. Quá trời, cái phôi nó, cái bộ đất nó bự à. Và mã số 11. 11 là phôi khế gân. Khế gân là khế chua, khế chùm. À, cái phôi này tuy rằng nó nhỏ mà u nần nó nổi dữ lắm nha anh em. Đó, u vú nó nổi tùm lum hết trơn. Và chiều cao nó là 54. Cái vành thân là 27. Tuy cây nhỏ mà nó già cây dữ lắm luôn. Giao lưu với anh em là 700.000. Mình bao xếp toàn quốc luôn. Và mã số 12 cũng là phôi nguyệt quế. Ủa, lộn, phôi khế gân anh em ơi. Cây nhỏ mà già cây nè. U nần nó nổi hết trơn luôn. Chiều cao 52. Cái bình cũ là 35. Cái eo trên đây là 18. Cái này giao lưu với anh em là 600.500.000. Mình bao xếp cốt toàn quốc luôn. Mã số 13. 13 cũng là phôi khế gân luôn. Cái phôi này mình đã trồng. Cái phôi này mình đã trồng trong chậu. Cây chi cành nó ra nè, sống khỏe nha anh em. Không về bên này khoảng tháng sau mình vô dây được rồi.
Rồi để mình đo thông số ha. Dạ chiều cao nó 56. Cái tán của nó là 52. Cái này cái rễ, rễ cũng quái luôn. Cái hoành thân nó là 31. Đó rễ, đế nó vậy đây nè. Rễ nó là, nó cũng quái ha. Cái đường kính bầu nó là 44. Cái này giao lưu với anh em là 1.300.000. Mình khi đi mình bó bầu rút chậu ha. Rồi mình đổi cây. Tiếp là mã số 14. Mã số 14 là cũng là phôi khế gân luôn. Cái phôi này quá trời, cái cục đế này anh em ơi. Dạ chiều cao nó là 45. Cái đế đặc của nó là 50. Cái eo trên đây là 25. Cái đường kính bầu nó là 48. Mã số 14 giao lưu với anh em cũng là 1.500.000. Khi đi mình bó bầu rút chậu. Tiếp là mã số 15. Mã số 15 là cây chăn đỏ lá nhỏ. Cây này mình lúc đi mình cũng bó bầu rút chậu ha. Nguyên cái chậu này nó nặng dữ lắm anh em ơi. Nó còn cốt một à. Dạ chiều cao nó là 100. Cái tán của nó là 48. Cây vành thân của nó là 14. Cái thót thân của nó là 69. Giao lưu với anh em là 500.000. Khi đi mình cũng bó bầu rút chậu luôn. Mình bao sống 2 tháng, bao xếp toàn quốc. Tiếp mã số 16. 16 là cây chăn vàng lá nhỏ. Cây này đơn phực bông quá trời luôn. Chiều cao là 20. Cái tán của nó là 29. Cái thân của nó là 14. Giao lưu là 400. Khi đi mình xếp chậu được luôn. Mã số 17 cũng là cây chăn vàng lá nhỏ luôn. Anh em chốt hạ chốt này về mình vô chậu đẹp đẹp mình chơi. Chơi bông. Chiều cao 22. Tán ngang là 37. Cái vành thân là 14. Giao lưu cũng là 400. Mã số 18 cũng là cây chăn vàng lá nhỏ. Chiều bay nó là 22. Cái tán của nó là 27. Cái thân của nó 12. Giao lưu là 300.000. Khi đi mình cũng xếp chậu luôn. Mã số 19 là cây chăn vàng lá nhỏ luôn. Cây này nó có dáng bay ha. Mấy cái đọt này đương ra bông luôn anh em, phục bông rồi. Chiều bay nó là 34. Cái tán của nó là 28. Cái vành thân của nó 13. Giao lưu cũng là 400. Mình lên tiếp là mình lên mấy phôi mai chứng khỉ ha. Đặng keo. Mã số 20. Mai chứng khỉ nu đặng keo. Chiều cao nó là 25. Tổng cái này 22. Giao lưu là 400.000. Mã số 21 cũng là mai chú thủy đặng keo. Cái đó nó có cành bay ha. Chiều cao là 28. Cành bay của nó là 46. Cái bình thân của nó là 19. Giao lưu cũng là 400. Cây mới đây mà đâm chồi sống khỏe đó nè. Mã số 22 cũng là nu đặng keo.
chiều cao nó là 30, mảnh thân nó là 19, giao lưu là 300.000. Mã số 23 cũng là nu đặng keo. Lấy nu đặng keo này nó mau lắm anh em ơi, nó đâm chồi cấp kỳ luôn à. Chiều cao là 30, cái vành thân nó là 22, giao lưu anh em là 500.000. Tiếp mã số 24, 24 là mai chúa thủy nu da đen. Cây này nó đường phật bông quá trời ha, bông thơm. Để chiều cao nó là 45. Mình còn cây này hết rồi nha. Cái tán ngang của nó là 47. Nhưng cái đế này là 34. Cái này giao lưu với anh em là 1.200.000. Mã số 25. 25 là mai chiếu thủy. Cây này mình đã xử lý ha. Mình vô chậu này cây đâm chồi sống khỏe rồi. Mình cũng đã định hình sơ sơ nữa nè. Để mình đo chiều cao ha. Và chiều cao nó là 16. Cái vành thân của nó 19. Cái này nguyên một đế đặc, củ đặc luôn nha anh em. Đây mình lắp. Cái đường kính bầu nó là 35. Này giao lưu với anh em là 700.000. Mã số 26 cũng là mai chiếu thủy nu da đen luôn. Đó, mình đã định hình gì đó. Mấy cái tay cành mình đương nuôi ha. Lúc mà anh em chốt hàng thì mình ép vô một chút. Và chiều cao nó là 15. Mình đo cái eo nè. Cái eo này là 21. Cái củ đặc của nó, cái củ đặc của nó là 41. Giao lưu với anh em cũng là 700.000. Cũng là mã số cuối clip. Dạ, cuối clip xin chúc cho anh em được dồi dào sức khỏe, ăn lành hạnh phúc, làm ăn phát tài. Số điện thoại giường mình là 0939 906 192, cũng ở Bình Tân, Vĩnh Long. Cảm ơn anh chị em vừa qua đã ủng hộ rất nhiều. Hẹn clip sau gặp lại và chào anh chị em.